Hà Nội rực rỡ cờ hoa mừng các ngày lễ lớn. Những ngày này, nhiều tuyến phố của thủ đô Hà Nội được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 304 1975 4, 2020 134 năm ngày quốc tế lao động 1 năm. 66 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ 7 năm 1954 7 năm 2020 và 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 năm 1890 19 năm 2020. Cách đây 45 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta tiến hành cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, vào trưa ngày 30 tháng 4, thành phố Sài Gòn, được giải phóng, và Bắc Nam sum họp một nhà băng rôn, khẩu hiệu chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước trên đường Hoàng Diệu quận Ba Đình. Là cờ tổ quốc, cờ đảng như tô thắm thêm lòng tự hào dân tộc, là minh chứng cho sự phát triển của đất nước sau những năm tháng chiến đấu bảo vệ đất nước. Tấm áp phích khổ lớn với khẩu hiệu nhiệt liệt chào mừng 45 năm ngày giải phóng miền Nam. Thống nhất đất nước tại khu vực công viên thống nhất quận Hai Bà Trưng. Lá cờ tổ quốc tung bay dưới bầu trời hòa bình. Các tấm pano áp phích khổ lớn tại nút giao xã Đàn, Nguyễn Lương Bằng. Quốc kỳ dập bóng tại một khu chung cư trên đường Tam Trinh quận Hoàng Mai. Ngõ nhỏ, phố nhỏ rực rỡ màu quốc kỳ. Hãy để lại bình luận của bạn. Nó sẽ giúp ích những người xem khác. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.